Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Ba con giáp được thần tài điểm mặt gọi tên, ban cho cả gánh tài lộc dễ trúng mánh trong tháng chạp này. Xem sách tử vi tháng chạp cho biết thì có ba con giáp vận may ngút ngàn, tài lộc liên miên, dự báo là từ nay đến Tết Nguyên Đán họ sẽ liên tiếp gặp nhiều cơ hội để phát tài. Thứ nhất đấy là tuổi Dậu, thì theo các cái chuyên gia phong thủy thì tuổi Dậu là những người sống rất lạc quan, dù cuộc sống có ra sao thì họ vẫn luôn mỉm cười tiến về phía trước, họ luôn dùng cái tâm thái tỉnh tại để đối diện với mọi vấn đề, nên là cuộc sống của họ luôn nhẹ nhàng thanh thản. Và năm Kỷ Hợi 2019 được đánh giá là một năm hung cát đang xen đối với người tuổi Dậu. Nếu như họ gặp may mắn đủ đường trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, trong đó hầu như làm việc gì cũng thành công, có được kết quả tốt, thì cái thời điểm từ tháng 8 cho đến tháng 12 thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn một chút. Tuy nhiên thì tử vi học có nói sau mùng 8 của tháng 12 thì được sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Dậu dần bước qua những cái xui xẻo của giai đoạn trước đó và đón chờ họ sẽ là những cái chuyện vui liên tiếp, đặc biệt là trong chuyện công danh sự nghiệp. Và tuổi Dậu nổi tiếng là những người chăm chỉ, ở hiền gặp lành, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tháng chạp này đúng là cái thời điểm họ nên biết nắm bắt để làm giàu cho bản thân sau những cái nỗ lực chăm chỉ trong suốt cái thời gian qua. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ với người tuổi Dậu, đó là làm gì cũng cân nhắc thật kỹ, đừng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và tránh đầu tư rủi ro. Người thứ hai là tuổi Mão. Tuổi Mão thường có cái vẻ ngoài yếu mềm, nhưng kỳ thực nội lực của họ rất mạnh mẽ. Khi đã quyết tâm làm gì thì ít người có thể ngăn cản được họ. Trong giao tiếp, họ là những người khá lạnh lùng, nhưng thực ra bên trong họ luôn suy nghĩ cho những người mà họ yêu quý. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì năm Kỷ Hợi là một cái dấu mốc quan trọng sẽ mang đến những cái thay đổi đáng kể cho cuộc sống của tuổi Mão, và đóng góp phần lớn vào cái kết quả này chính là cái sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp đối với họ, nhất là vào dịp đầu năm và cuối năm, cụ thể là từ tháng 1 đến tháng 2 và trong tháng 12 âm lịch. Chính nhờ cái sự giúp đỡ to lớn từ quý nhân mà tuổi Mão có thể sẽ vượt qua được bao khó khăn mà lẽ ra họ đã phải đối mặt, bước đến đỉnh cao trong cái sự nghiệp của mình, công thành danh toại và có thu nhập đáng ngưỡng mộ. Với những người tham vọng đủ để tự mình kinh doanh, vận may sẽ ở bên và trợ giúp họ. Bắt đầu một cái dự án mới sẽ mang lại nhiều thành quả cho tuổi Mão. Tuổi Mão cũng được khuyên là nên kiểm soát lời nói và hành động của mình. Nếu bạn chỉ quan tâm đến cái việc của bản thân, tránh những cuộc cãi vã xung đột không cần thiết thì sẽ càng phát tài phát lộc hơn trong năm Canh Tý 2020 sắp tới. Và những người cuối cùng cực kỳ may mắn trong cái tháng chạp này nữa, đấy là người tuổi Dần. Trong năm Kỷ Hợi, tuổi Dần có cái khoảng thời gian khó khăn nhất, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8. Tuy nhiên thì chỉ cần cố gắng vượt qua cái giai đoạn này, tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục từ tháng 9 cho đến cuối tháng 12, khiến ai cũng phải ghen tị. Với những người làm kinh doanh thì hầu như đầu tư vào đâu cũng có lãi, trong khi đó những người làm các cái lĩnh vực khác cũng sẽ dễ được tăng lương hoặc thăng chức, đem lại cái nguồn thu nhập cao bất ngờ. Song có một cái điều cần lưu ý là sau khi kiếm được nhiều tiền, người tuổi Dần cần phải biết tiết kiệm hoặc tái đầu tư thì mới giúp đồng tiền được sinh lời, chớ tiêu pha quá đà. Quý vị thân mến, thì trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu ba con giáp cực kỳ may mắn trong cái tháng chạp năm 2019 này, và chúc các bạn sẽ có được những cái điều mà tốt đẹp nhất, gặt hái được nhiều thành quả nhất trong năm 2020 sắp tới. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì,
Xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Theo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.